Con khỏe chưa Bố Long? Đau đau trúng đó con. Gái anh đi rồi hết bệnh mình về nha. Nha con, trúng đó, trúng đó. Trúng đó con. À, em là mẹ của bé Đào Bảo Gia Lâm 7 tuổi. Thì em ở Tân Châu An Giang á. 4 tháng trước thì con của em ở tỉnh thì sốt rồi nên nhập viện tỉnh, thì bệnh viện tỉnh chuyển lên bệnh viện Nhi đồng thành phố. Rồi qua nhiều lần xét nghiệm mới biết con em bị ung thư máu dòng tủy. Thì bác sĩ cho biết là bệnh này là con em phải đi phát đồ tới 6 to lận, 6 to thuốc để mà mình vô quá trị cho con của em. Thì hiện tại con của em mà đi được to 3 rồi chuẩn bị vô to 4. Thì ba to trước thì em cũng quá trị cho con của em, thì gia đình cũng không có khá giả gì nên lo được ba to trước là cũng vay mượn bán này bán nọ nhà rồi cũng xoay sở hết mất để mà có tiền quá trị ba lần trước cho con em. Thì mỗi to vậy thì em quá trị là phải mỗi to vậy em phải mua thuốc ngoài, rồi em phải đi xét nghiệm máu mỗi tháng để mà biết bệnh của con em nó tiến triển ra sao này nọ rồi mình trị tiếp. Mình xuống đây con, đau mẹ, mình xuống. Nên là em ấy rất là lo lắng nên em chưa rọi tiền để mà có tiền chút để lo cho con em đi những to còn lại. Mệt không con? Mệt không? Dạ. Thì bệnh này cắt đồ bệnh án là đi cho 6 tháng là 6 to. Hiện tại em mới đi được có 3 to mà để chứng tháng sau là em chuẩn bị vô to sau rồi, nên em có cần em cũng cần có một số tiền nhỏ nhỏ đi mà lo cho con của em sau này đi 3 to còn lại. Tại vì mỗi to rất là tốn tiền, rồi tiền xét nghiệm máu hàng tháng nữa. Thì em ở Tân Châu An Giang á, lên đây cũng 4 tháng rồi mình chưa được về nữa. Tại con em nó cứ xúc đi xúc lại hoài, nó không có khỏe nên cứ ở đây hoài à. Trước mà con em trước khi mà mắc bệnh á thì ở dưới quê á thì ban đầu thì nó sốt, nó đi học về xong nó sốt với lại nó bầm tím trên da, thì mình cứ tưởng nó té hoặc là nó đi học đi bộ rồi nó mệt rồi nó sốt, rồi cứ đi bệnh viện ở dưới quê, đi bệnh viện tỉnh đi khám tư ở ngoài thì uống thuốc mà cũng không bớt nữa. Rồi bác sĩ tỉnh á, bác sĩ bệnh viện tỉnh nó kêu em đi làm xét nghiệm, mà em cũng làm xét nghiệm mấy lần không có kết quả. Rồi bác sĩ mới nói là chuyển lên tuyến trên, thì em mới chuyển lên tuyến trên là hiện tại em ở bệnh viện Nhi đồng thành phố. Rồi vô đây bác sĩ kêu em đi xét nghiệm tủy đồ để biết con mình bị cái gì chính xác hơn. Rồi em cũng làm tủy đồ mới biết là con mình bị ung thư máu dòng tủy. Thì bệnh của con em á là nó đi cấp đồ, bác sĩ cho hay á đi cấp đồ là đi 6 to, có nghĩa là mình quá trị cho 6 lần. Thì hiện tại thì con em á nó đi được 3 to rồi, chuẩn bị vô to 4. Mà 3 to đầu á thì em cũng đã trang trải, em nói chung là có gì thì bán đó, nói chung mình xoay sở trang trải hết rồi, đi 3 to đầu rồi. Thì bây giờ đi to 4 thì em cũng không có khả năng để mà mình có tiền mình quá trị tiếp cho con em, nên em có nhờ đến anh Thắng tài tử á, nhờ anh Thắng chia sẻ lên cộng đồng mạng để mà có mạnh thường quân giúp đỡ mẹ con em. Em rất là mong mạnh thường quân
giúp đỡ em để cho con em nó được khỏe mạnh để được sống tiếp. Tại vì bệnh ung thư máu, bệnh này thì toàn là đi thuốc ngoài không à, đi hóa trị mỗi lần vậy là đi thuốc ngoài rất là tốn kém. Với lại mỗi lần vậy là phải đi xét nghiệm máu ở bên ngoài, đi xét nghiệm tỉ ở bên ngoài, rồi đi siêu âm, rồi đi chụp X quang, nói chung là làm tổng hết để mình coi con mình có tiến triển xấu hay là tốt để mình có chỉ can thiệp đó. Nên em cũng lo xoay sở hết cái năm của mình rồi, nên em có nhờ, có xin, có cầu xin đến anh Thắng Tài Tử, nhờ anh Thắng Tài Tử là sẽ chia sẻ clip này lên để mà kêu gọi cầu xin cộng đồng mạng giúp đỡ em, để em có tiền để mà lo cho con em những cái tuần lại. Thì em ở quê, em ở Tân Châu, An Giang, Tân Châu thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang á. Dạ, thì con em với em ở đây được 4 tháng rồi, không được về quê. Tại lý do bệnh của con em nó cứ như thuốc mạnh quá, nó cứ sốt đi sốt lại rồi nó yếu lắm. Mẹ không dám đi đường xa về, sợ có gì mình lên không kịp. Nói chung là mẹ con giờ rất là khổ, nên em cần những nhà hảo tâm, em rất mong cộng đồng mạng giúp đỡ em để em mà có tiền để lo cho con em những, lo cho con em để mà quá trị những tao còn lại. Em gấp cầu xin những nhà hảo tâm để em có tiền để mà có chi phí, có động lực để mà lo cho con em, để con em được sống. Thì con em nó học giữa lớp 1 rồi. Rồi học giữa lớp 1 thì mới phát bệnh đó, nó chuyển đến đây á. Thì bệnh này nói chung là mình cũng nói trước điều gì. Thì bác sĩ nói thì cứ mình cứ đi hóa trị đủ to thì sẽ đánh giá lại cái bệnh tật của con mình. Thì em cũng nhờ anh Thắng Tài Tử sẽ giúp em cầu xin những cộng đồng mạng, những nhà hảo tâm hỗ trợ cho em để mà em có tiền để cho chị bệnh cho con em những to còn lại. Tại vì á, bệnh này á hầu như là thuốc ngoài không à. Ở trong bệnh viện nó chỉ hỗ trợ cho em như là nước biển, rồi thuốc giảm đau này nọ thôi, chứ các cái mọi chi phí là mình chịu hết. Mình chịu hết chứ bệnh viện nó không có lo cho mình. Rồi lúc bởi vậy là em mới hết tiền. Tại vì chị bệnh cho con em không rời cũng mấy tháng rồi, cũng tiền bạc rồi này nọ cũng đã trang trải hết rồi. Nên giờ thì cũng cầu xin mọi người giúp em để cho con em được sống. Dạ, em cảm ơn rất là nhiều ạ. Em cầu xin mọi người, em cũng xin đó, hãy giúp em để mà con em mới được sống, mới được sống tiếp vậy. Dạ vâng, xin chào tất cả cô chú anh chị. Thì cái đoạn clip mà mọi người vừa xem chắc chắn sẽ làm chúng ta rớt nước mắt và vô cùng đau lòng. Một hoàn cảnh đặc biệt, bé mới chỉ học lớp 1 thôi, tuy nhiên đã phải bỏ cái giấc mơ tới trường vui đùa với bạn bè. Hiện tại thì bé đang bị ung thư. Thì hôm nay em muốn chia sẻ cái clip này lên, cũng mong sao được cộng đồng mạng giúp đỡ cho bé, để bé có thể là trở về với gia đình, có một cuộc sống như bao những người trẻ khác. Phải nói rằng đây là những mầm non của đất nước. Tuy nhiên, những căn bệnh quái ác đã đến với bé từ quá sớm mọi người ạ. Thì em cũng mong sao cái clip này sẽ được lan rộng và sẽ được nhiều bàn tay, nhiều tấm lòng Bồ Tát giúp đỡ. Em cũng không biết phải nói gì hơn ngoài kêu gọi Mạnh Thường Quân cũng như rằng là các cô chú anh chị hãy giúp đỡ cho bé. Chị này thật sự là một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, mà giữa tâm dịch bây giờ không còn cách nào để trang trải nữa, không có tiền bạc để chữa cho bé nữa. Thôi em xin phép dừng cái clip này ạ. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi, và mọi người có ý kiến gì có thể comment ở bên dưới nhé.
Em xin cảm ơn mọi người ạ. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và hiện tại thì Việt Nam đang phải trải qua một cái đại dịch, thì mọi người cũng cố gắng giữ sức khỏe. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại ạ.